Hello mọi người. Hiện tại thì mình có mặt ở rừng mọi người. Đây này. Đằng sau mình đây là khu rừng rất là lớn luôn. Và phía bên này cũng có luôn. Hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên gia đình mình đi đi xem thử trái thôi. Còn cũng chưa biết là nó có chín hay chưa. Tại thấy trên Facebook này kia thì thấy mọi người nhiều người họ đi hái rồi mọi người. Chỗ thì chín, chỗ thì còn xanh nên là giờ đi xem thử. Nếu mà chín rồi thì hái luôn. Do mình thì mình sống ở khu vực ở phía bắc mọi người nên là trái nó chín nó muộn hơn, còn mà anh chị cô chú nào mà sống ở Helsinki gần thủ đô á, tức là ở phía nam á, thì quả trái nó nhanh chín hơn. Và theo như mình được biết thì mọi người ở bên đó thì đã hái cách đây tầm một tuần rồi mọi người, làm cho mình rất là háo hức luôn. Tại mùa hè mà, mùa hè thì tất nhiên là ngoài tiền, nếu mà anh chị có chỗ nào đi làm rồi ngoài tiền lương ra thì có thêm cả tiền đi hai trái thì rất là vui luôn. Đây là đường nãy tụi mình qua này. Đường này thì đi xuyên rừng luôn mọi người, xuyên rừng tới đường lớn luôn. Mọi người có thể thấy này, năm ngoái thì ở đây thì cũng là lần đầu tiên đúng nhỉ. Cánh rừng này là đầu tiên tụi mình qua hái trái luôn năm ngoái. Mà năm ngoái thì thời tiết nó âm u hơn. Và đây là dụng cụ của mình nè mọi người. Đây là dụng cụ hái trái này. Anh chị cô chú nào ở Phần Lan thì quá quen thuộc với cái này rồi. Còn ở Việt Nam thì không biết là anh chị cô chú nào có từng thấy không. Mình hồi năm ngoái thì lần đầu tiên mình thấy luôn. Cái này thì cầm khá là dễ mọi người. Ví dụ như thế này này. Trái này. Đây là cây bị quất này. Ôi, này mọi người, đây này, chín rồi nè, có thể hái như này, đó, rất là tiện dụng luôn, đó. Và tụi mình sẽ mang mỗi người một thùng này, như này, đó. Thùng này thì tầm hơn, không biết là bao nhiêu lít nữa, phải hơn 10 ký mọi người, nếu mà đầy, chắc tầm đó mình cũng không rõ nữa. Để hái như này này. Nhạy một chút nhưng mà phải cẩn thận. Ở đây thì nó xen kẽ là quả đó mọi người, quả Việt Nam Việt Quốc này hả? Nó xen kẽ như này thì mình hái đến nó, nếu mình hái trúng thì sau này mình làm sạch thì nó lâu hơn. Còn mà bên của nó không như này thì rất là dễ dàng. Đây mọi người, đây là trúng trái nhỏ thôi, chưa thấy trái lớn đâu. Không biết là sâu trong rừng này, mong là sẽ có trái lớn hơn để dễ mình hái mọi người. Đây trúng chỗ có quả đẹp mọi người. Đây này, đây phía bên này này, ăn thử nha mọi người. Quả diện và quả trục chua chua ngọt ngọt rồi. Quả cái quất rừng nó vị nó như thế, hèm luôn. Tôi bảo là năm nay là trái đẹp hơn năm ngoái mọi người. ở rừng thì rất là nhiều muối luôn mọi người. Ở đây là vị cô tinh này. Đây là thuốc muối mọi người. Em mới ải à? Em mới sao đây đâu? Kệ lắm mọi người. Mùa này thì rất là nhiều muối lắm mọi người. Dạ, bộ có thể em. Mọi người có biết cách y nghe là gì không? Đây của bố hái này. Đây mọi người. Ồ, đá nha. Bố thì chuyên gia là toàn hái những trái đẹp không mọi người. Bưởi bồng rồi. Mình vừa đi vừa hái ăn thôi. Hơi chua chua rồi. Chua chua ngọt ngọt. Có ít ngọt thôi. Người Phần Lan thì họ rất là khoái ăn như này mọi người. Kiểu ít đường nhưng mà trái này thì rất là tốt cho sức khỏe. Ăn trực tiếp rồi nó ngon hơn. Ví dụ như mình hái như này thì sau này thì mình về mình lượm xong rồi là người người Phần Lan thì họ họ không có rửa nữa mọi người.
họ để trong tủ tủ băng rồi là bắt đầu là khi nào họ muốn ăn thì họ là họ lấy ra ăn trực tiếp luôn, không có rửa nữa. Mình mà lấy ra rửa như kiểu là họ nhìn mình bằng ánh mắt kiểu ủa sao lại phải rửa như thế mọi người. Kiểu ở rừng thì trái nó tự nhiên á. Đây mọi người thấy rừng Phan Lan như nào mọi người? Rất là thoáng đẳng luôn, nhưng mà nhìn vậy thôi chứ nhưng mà rất là nhiều muối lắm mọi người. Đây mà tầm kiểu rừng rậm rạp là chắc là không chịu nổi luôn quá. Đây bố phải dùng tay vịt cố tinh đây. Như kiểu xịt nước hoa nha bố nhỉ. Đây này. Muối này. Rất là to luôn nhá. Mình bị cắn từ nãy giờ luôn. Tại mình hồi nãy mình quên mang cái đồ giống như bố là đội lại che cái phần tai mọi người. Cái vành tai thì cái vành tai thì rất là dễ muỗi cắn luôn này. Mình cắn từ nãy giờ luôn. Chắc sưng hết rồi này. Mùa này thì rất là nhiều muối, nhưng mà sang mùa tháng 9, sang mùa hái Việt Nam Việt Cút mọi người, hái quả đó thì muối nó đỡ hơn, và lại có khi là không có muối luôn. Lúc đó thì nhiều gió nữa. Giờ thì phải chịu thôi. Đây bà con ở Phần Lan thì mùa này thì như này thôi mọi người. Vậy này. Đây kiểu hái của mình như này mà. Mình thì hái kiểu của bắc Bacali cơ. Các anh chị cô chú nào hái kiểu của mình không? Nhưng mà hái kiểu này thì tất nhiên là phải đảm bảo là trái nó còn đẹp chứ mọi người. Cái trái này thì rất là dễ rụng luôn. Mình cần kéo sơ như này là nó có thể rụng liền luôn. Đây này, mình thấy đây này, cái trái không đẹp này. Đây. Đó. Cái rẹt một cái là đi hết luôn, mà trái nữa sẽ như thế này. Không đỏ lắm nhỉ. Đây mà. Wow, đây mọi người. Đây là một lần xúc của mình này. Tuy là hay nhiều trái xanh này mọi người. Trái xanh này là không phải là trái Việt Quất đen này đâu, nó là trái của Việt Quất đỏ, trái Nam Việt Quất mọi người. Đây này mọi người coi này, mình thấy trúng chỗ mà trái rất là nhiều luôn, nhưng mà có điều là trái này thì không được to lắm mọi người. Đây có vài trái nó to thôi. Kinh như cái này rất là to luôn này. Đây mình hái như này này mọi người. Thì mình chỉ hái kiểu này để nó nhanh hơn. Ở bên này thì trái nhiều trái đỏ ốc mọi người. Mình hái thì kiểu mình hái trên ngọn nó thôi mọi người, quả trên ngọn nó thôi, còn phía dưới thì trái nó không được đẹp. Đây mọi người, cái này mình nói cho mọi người này là nó có nhiều loại trái, như kiểu trái này này, khi mình hái thì nó sẽ còn lại cái phần cuống này, nó đi theo trái luôn. Thường thường thì trái nó như này này, hả? Còn nguyên trái thôi, cuống thì nó ở lại trên cây. Đó. Những trái như này này thì cái này thì mình lượm rất là cực luôn mọi người. Đó. Còn mà trái như này thì cần gì nói nữa. Đây. Như này thì quá là ok luôn, mình lượm vừa nhanh lại vừa đẹp. Như cái này thì cuống này mình phải bỏ đi. Đó. Bỏ đi thì cũng dễ, nhưng mà có điều là mất thời gian hơn xíu thôi. Đó.
Trong cái chỗ nào mà nhiều cuống này thì mình sẽ không hái đâu, cho dù đẹp đến cỡ mấy mình cũng không hái, tại mình lượm nó mất là mất thời gian lắm mọi người, không có năng suất của mình hái thì cũng không đẹp lắm đâu, kiểu trái nó vừa vừa thôi, cũng không to quá, cũng không bé quá. Cậu mình thì sắp đầy rồi, không biết là bố với vợ mình thì đi đường nào. Tại mình vào khu rừng thì như kiểu bị lạc luôn đó mọi người. Tại rừng đây thì khá là lớn, và kiểu mình xác định phương hướng thì những anh chị cô chú nó từng hay đi rừng thì sẽ biết vấn đề này. Mình thì đi hay đi rừng thì mình sẽ hay đánh dấu một chỗ nào đó. Để hay khó mọi người, để chỉ có một mình thôi nè. Này mới qua thì khá là nhiều muối, nhưng mà giờ thì bớt bớt rồi mọi người, nó đỡ hơn rồi. Hiện tại thì là mấy giờ rồi ta? 4:30 rồi mọi người, 4:30 chiều. Mình hái được 1 tiếng rồi. Từ chỗ mình ở thì tới đây thì tầm 30 mấy cây mọi người. Đi xe vô khu rừng là tầm gần 40 cây. Nhiều anh chị cô chú thì ở đây thì họ có thể đi xa hơn để hái ở những khu vực khác. Còn mình thì gia đình mình hay thường xuyên hái ở khu này. Năm nào cũng hay qua đây hái thôi. Tại quen nơi rồi mọi người thì sẽ dễ hơn, dễ di chuyển. Bây giờ tiếp tục nữa. Sau một hồi vật lộn giữa cánh rừng thanh thang này thì cuối cùng thì cũng được đầy một thùng. Khá là nhiều trái xanh mọi người. Tại này trúng cái đoạn vừa 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 trái đen là vừa trái xanh. Trái vịt quất đỏ này. Bỏ đi thì rất là phí, mà mình xúc vào thì đi cả nó, đi cả trái đen luôn. Nhưng không sao, trái này thì cũng không nhiều lắm. Về mình lượm lại thì cũng dễ thôi. Tiếp tục là giờ bắt đầu tiếp tục thêm thùng thứ hai mọi người. Này thì mình sẽ để chỗ này. Mình sẽ để chỗ mà cỏ đất cao cao như này này. Để khi nào mà mình đi xa, như mình đi đằng kia chẳng hạn, thì mình có thể quan sát và thấy thùng mình bên này. Sao vợ? Mẹ đâu? Chung thì hái thì khá là cực mà, nhưng mà được cái là thành quả thì rất là ngọt ngào. Khu vực mình đang đứng đây là khu vực rất là nhiều đá lắm mọi người. Đây này. Và khu vực này thì mình đi thì rất là dễ té luôn. Nó có mấy cái hố nhỏ nhỏ như này này. Này. Hố này rất là sâu luôn. Nhỏ nhưng mà rất là sâu luôn. Rồi năm ngoái thì mình bị một lần rồi, mình không để ý á, nên là cái chân vô đó đang đi bộ như này này, nhất là những cái hốc nhỏ như này, rất là nguy hiểm luôn, cái hốc nhỏ như này, mình đi phải độ để ý mọi người. Để đi rừng khác này, đi bộ qua đi bộ tây xe. Đường này nhiều đá lắm, đi không vừng là té. Đi không vừng là ngã. Đau. Nhiều đá lắm ạ. Mỏi quá mọi người. Mỏi quá. Nhiều cây, nhiều đá. Ở đây cũng có bướm bướm nữa. Bướm bướm trắng. Nhỏ nhỏ. Này mình thấy con ếch à. Con ếch nhỏ. Cái gì đây mọi người? Mọi người biết không? Để y đi mọi người. Ý?
Địa y. Địa y gì đó. Đây, hoa này, hoa gì đó, hoa rừng. Ây, ây, ây. Thì hai trai như đi tập thể dục nhỉ. Y chang đi tập thể dục. Mỗi ngày là mấy bước luôn ấy. Mấy nghìn bước luôn ấy. Mỗi căn mình quá trời luôn. Ôi mỏi vai quá mọi người. Ôi mỏi quá. Mình chờ tập tạ luôn ấy. Đi từ từ nha. Chân tôi đó, đi đó. Thở dốc luôn. Hơn một cây số luôn mọi người. Hơn một cây số mà một thùng này thì cũng nhiều mấy ký rồi. Nên là khá là mỏi tay. Chắc rồi. 6 ký nhỉ? Sao 7 ký vậy đó? Một xô này. 10 ký, 12 ký nhỉ? 10 ký, 12 ký hả? Xô cho mùi nữa mọi người. Quả này rất là nhiều rồi. Rồi muối. Rất nhiều. Rồi trời ơi. Tí ta tập tới nhau. Rất là nhiều. Đang lấy cái này mọi người. Cái quay qua tập. Cái này là mình phải để như này này. Mình để hai bên như này. Để như này thì mình di chuyển nó dễ hơn, với lại nó đỡ mỏi tay. Nhưng mà mình thì rất là sợ cái này nó lỏng lẻo mọi người. Hoặc là cái này nó bung ra. Tay chỉ rất xuống. Hồi năm ngoái thì mình cũng bị một lần rồi. Mình giờ thì chưa luôn. Hai trái này thì lúc mà mình hái đầy xong mọi người, cái mệt nhất là mình phải di chuyển và lại cầm cái xô nặng như này này, di chuyển đường rất là dài. Tại lúc mình đi thì lúc mình hái thì lúc đầu thì thùng nó trống không nên là mình đi đâu cũng được, còn lúc mình về ấy, nó đầy như này này. Đường thì mọi người biết rồi đó, đường rừng thì rất là gập ghềnh, sỏi đá các kiểu, rồi là cây này. Còn mà lượm thì mỏi lưng, mỏi chân. Cái nào cũng mỏi hết. Đúng rồi. Cái nào cũng có cái giá của nó thôi. Nhưng mà có tiền là vui à? Đây mọi người. Đây là những trái mình làm sạch rồi này. Đây. Nhìn. Mọi người coi này. Đẹp đẹp không mọi người? Đen thui thừ lừ luôn. Đây mình ăn thử cho mọi người coi này. Cái này thì một xô này thì tầm, nếu mà đầy mà tầm 7 kg mà. Tầm lân thì tầm 6 kg. Trong cái này. Nhưng mà chóp mình đổ cái nào mà kiểu nó hình chóp như thế này à. Được 7 ký, hơn 7 ký. Mình bán một xô như này thì một xô sạch như này thì là tầm 50 euro đến 55 euro mà, tùy theo mình thu được với khách hàng và tùy theo mình bán. Có người thì họ bán tới 60 euro một thùng như này à. Còn gia đình mình thì bán 50 euro thôi. Tính ra quy ra tiền Việt thì tầm 1.3-1.4 triệu gì đó rồi. Có một số cô chú anh chị thì họ có thể bán thùng chưa làm sạch ấy mọi người. Thùng chưa làm sạch thế này thì nó rẻ hơn mọi người. Tầm bao nhiêu? 20-25 euro. Có người thì bán 25 euro một thùng. Một thùng 10 lít như này. Rồi có người thì bán tầm 25 hoặc là 30. Kiểu như là tùy theo người bán thôi.
Năm năm nay thì chỉ có bố mẹ với vợ chồng mình đi hái thôi. Tại bác Matali với bác Banathan thì hiện tại thì đang đang ở Việt Nam rồi. Sau này thì bác qua qua lại thì sẽ đi hái với tụi mình. Khi nào mà đi học xong mọi người, chiều chiều thì mình một là tranh thủ đi đi vào rừng hái, còn không thì nếu mà có như này rồi này thì nếu khách cần gấp ấy, thì tụi mình sẽ ở nhà nhà và lượm như này. Nhà mai vợ đi hái, ngày chồng mai vợ ở nhà. ngày mai thì vợ mình sẽ đi hái, mình thì đi học, mình đi học về thì về xong rồi mình lượm. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhé. Có ý kiến hay là có thắc mắc gì hoặc là như thế nào thì comment xuống phía bên dưới nha mọi người. Rồi bye bye mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo.